Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Mạc Họa Kỳ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể lấy được một bài nhạc nền trên Audio Jungle. Ok, các bạn có thể tìm bất cứ một bài nào đó. Cách này có thể nhiều bạn biết, nhiều bạn chưa biết thì mình xin chia sẻ với các bạn nào mà chưa biết thôi nhé. Ok, Pro rồi thì mình mạn phép là bỏ qua cho mình. Thế bạn chọn một bài nào đó đi. Mình thấy nhiều bài quá, mình không biết chọn bài nào. Thế chill hip hop này, mình nghĩ là bài này hay. Audio Jungle. Ok, các bạn tải cho mình cái phần review về nhá. Lưu nó ở một chỗ nào đó. Audio Jungle. Ok. Các bạn bỏ vào Premiere cho mình. Mình hay quen là bỏ vào Premiere luôn. Xong rồi link nó sang thì mình sẽ dùng luôn vào cái clip mà mình cần dùng. Đó. Thì đây. Cái nhạc mình đây. Các bạn thể nghe qua. Audio Jungle. Đó, Audio Jungle. Ok. Mình sẽ... Đây là một cái kho nhạc rất là lớn nhá. Nên là có rất nhiều nhạc này mà các bạn đều phải mua. Mình khuyên các bạn là nên ủng hộ nhà phát triển, nhà sáng tạo. Đây là cái cách nào mà bần cùng lắm mà các bạn không thể tìm được một cái nhạc gì khác nữa rồi. Thì các bạn có thể dùng cách này, lên đây tìm một cái bài nào đấy nó phù hợp. Nhưng mà cái cách này nó sẽ không hiệu quả 100% đâu các bạn. Mình sẽ test luôn, các bạn sẽ mở sang Audition. Rồi, nó đã link sang Audition. Tiếp đến nó là... Các bạn import cho mình cái file Audio Jungle. Mình sẽ để cái file này ở dưới phần mô tả nhé. Đó. Đây là cái âm thanh automate. Audio Jungle. Các bạn nghe thấy chưa? Audio Jungle. Đó. Thì các bạn ấn Ctrl A để bôi đen hết cho mình. Tiếp đến là các bạn vào Effect, Noise Reduction này. Learn Some More. Ok, các bạn chuyển sang cái file mà chúng ta vừa mới tải về trên Audio Jungle ấy. Các bạn sẽ chọn hết cho mình nhé. Tiếp đến là các bạn vào Effect Noise Reduction này. Sound Remove. Các bạn vào đây chọn cho mình là ANM. Các bạn kéo cho mình hết cái cồn lên nhé. Rồi bây giờ chạy. Cái này sẽ chạy nhanh hay chậm tùy thuộc vào cái phần cứng của bạn và độ dài của cái âm thanh. Mình từng kéo một vài cái file nó rất là nặng. Cấu hình máy của mình hiện tại đang là i9 ấy. i9 ấy, 1660 6GB ấy, nhưng mà nhiều khi những file nặng quá chờ rất là lâu nhé. Các bạn phần cứng nhanh thì sẽ chạy nhanh hơn. Đợi thôi. Nha. Tranh thủ đợi tí thì mình giới thiệu các bạn qua cái group của mình, đó là Sáng Cho Chữ, Tối Làm Màu. Yeah. Đang có cái cuộc thi, đó là đua rank. Các bạn nhiều tương tác nhất thì cuối tháng mình sẽ tổng hợp lại và sẽ có một món quà dành cho các bạn. Một món quà gì đấy, có thể là tài nguyên. Yeah. Và mình sẽ được cấp quyền đăng bài trước. Yeah. Các bạn có thể vào đây, nhóm thì rất nhiều tài nguyên nha các bạn. Và các bạn có thể giao lưu thoải mái đây về ảnh, về typography, về kinh nghiệm, tất tần tật những cái gì các bạn muốn chia sẻ. Ở đây chúng tớ rất là rộng mở nha. Ok, quay trở lại với cái file của mình. Nó vẫn chưa chạy xong. Thì đây là cái cách mà nó không chỉ để 100% đâu. Nó sẽ giúp các bạn phần nào đỡ phần nào đi thấy. Mình vẫn khuyên các bạn là nên ủng hộ nhà phát triển nha. Rồi các bạn đã xong, các bạn ấn cái chữ S cho mình. Quay trở lại Premiere. Và play thử. Ok. Đó. Các bạn nghe thấy mất chưa? Với cả nó là tùy file nữa. Có file thì các bạn lọc vẫn không hết được. Có file thì lại lọc hết 100%. Đấy. Nó sẽ không ảnh hưởng đến quá nhiều cái phần âm thanh phía sau của bạn. Các bạn hãy nghe thử. Đó. Ok.
Các bạn thấy chưa? Đây, bài lúc đầu này, tiếng đây này. Audio Jungle. Đó. Đây này. Mất luôn. Gần như là mất hoàn toàn nha các bạn. Đó. Đấy là một cái kho ở trên Audio Jungle nhá. Mình có một cái kho khác. Mình sẽ chỉ các bạn lấy file nhạc nền ở trên đấy. Đó chính là Atlas. Trên này cũng là một cái kho nhạc rất là chất lượng. Các bạn có thể tải miễn phí với cái thủ thuật này. Ok. Các bạn để chọn đại một cái bài nào đó nhé. Giữ bài này đi. Các bạn chọn được rồi thì mở sáng tác mới nhé. Ok, các bạn ấn cho mình F12. Ấn play. Các bạn vào cho mình cái phần đó là Network. Và nếu các bạn chưa thấy nó ở đấy thì các bạn có thể ấn cho mình F5 lại. Đây đây, các bạn vào cột Media cho mình. Đây đây đây, chính nó đây. Đó, mở sáng tác mới. Các bạn có thể tải xuống. Ok chưa? Đó, rất là đơn giản đúng không? Yeah, đây là một vài cái thủ thuật nhỏ của mình để giúp các bạn dựng tốt hơn. Yeah. Bạn nào mà biết rồi thì bỏ qua nhé. Yeah. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye, nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ mình nha. Bye bye các bạn.